Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng chủ trì làm việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA về báo cáo đầu kỳ dự án khảo sát thu nhập số liệu nghiên cứu dự án phát triển cảng Liên Chiểu. Cuộc họp cũng được kết nối trực tuyến đến đoàn tư vấn nghiên cứu của JICA. Qua lấy ý kiến về báo cáo của JICA, về cơ bản các sở ngành thống nhất. Tuy nhiên, để hoàn thiện nội dung, các sở ngành đề nghị chỉnh sửa bổ sung một số nội dung. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đề xuất cụ thể mô hình công ty quản lý điều hành khai thác cảng có liên hệ với các khu dịch vụ hậu cần, sau cảng, các trung tâm logistics phục vụ khai thác cảng biển. Lưu ý, phần cơ sở hạ tầng dùng chung do nhà nước đầu tư. Đề nghị tư vấn JICA nghiên cứu xác định cụ thể hạng mục tư nhân đầu tư, tính toán tổng mức đầu tư sơ bộ, phương án tài chính PPP đối với hạng mục tư nhân đầu tư, nghiên cứu quy hoạch cảng cho đến thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thuận tiện cho việc tích hợp các nội dung liên quan đến phát triển cảng Đà Nẵng vào quy hoạch của thành phố. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị JICA bổ sung các nội dung về nhận định và định hướng cơ bản và một số nội dung khác. Thời gian qua, Đà Nẵng thường xuyên làm việc với các bộ ngành trung ương để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cảng Liên Chiểu. Hiện nay dự án đã được bố trí vốn trung hạn và sẽ bắt đầu thực hiện vào năm 2021. Tại buổi làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng trao đổi với JICA các nội dung về dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị, về nghiên cứu phát triển quy hoạch Đà Nẵng.